Rồi, alo anh em nha. Hôm nay là 21 tháng 9 năm 2023 nha. Nay mình lên cho anh em thuộc Nai Jin chính hãng nha. Hàng Jin chính hãng của Honda Thái Lan nha anh em. Jin chính hãng full box nha. Đây. Bao anh em thầy thợ test nha. Hàng Jin chính hãng full box nha. Thì hàng full box thì nó chỉ bao gồm cặp phuộc thôi, còn cặp nhôm này là mình sẽ là nhôm của Việt Nam mình nha anh em. Còn phuộc là phuộc hàng Jin chính hãng của Honda Thái Lan. Đây. Khi mình anh em mua, anh em có nhu cầu mua nhôm thì mình có bán nhôm kèm theo nha anh em. Đó. Nhôm tiện rất là đẹp nha. Nhôm và hai ốc nói. Cái cục nhôm này là nó chỉ có nhiệm vụ là lắc ghê để tăng chiều cao lên thôi, ngoài ra là không có ảnh hưởng đến gì tới cái phuộc. Thì đây, đây là phuộc Nai Jin chính hãng nha anh em. Đó. Hàng Jin chính hãng của Honda Thái Lan nha. Đây là mẫu model mới nhất nha anh em. Đó có nghĩa là cái lô mới nhất là nó sẽ có những cái mà mộc này nè anh em, KBG902 27H23C. Đó. Chân thì Nai Jin thì nó lại là chân xi xước nha anh em. Đó. Và đặc biệt á, nếu mà anh em đã từng xài thì khi cầm trên tay á, buộc Nai Jin á là Jin là Jin, anh em cầm lên là nó sẽ rất là khác biệt so với cái này bình thường, đặc biệt là cái màu sơn ha. Cái màu sơn này là không có thể cái phuộc nào mà nó giống được hết nha anh em. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Mình bán thì 2,1 triệu một cặp, bao gồm phuộc và cặp nhôm đơm luôn nha anh em. 2,1 triệu, giá hôm nay rất là tốt rồi nha anh em. Đó. Hàng đúng viên đúng chuẩn, bao anh em thầy thợ test nha. Đó. Riêng bán cái gì mình chứ mình bán phuộc nai lên bao với anh em là không thể lẫn đâu vào đâu được. Viên là viên, một là một nha anh em. Đó. 2,1 triệu nha anh em, luôn nhôm. Anh em không lấy nhôm thì 2 triệu nha anh em. Đó.